Thưa quý vị và các bạn, quyết định đúng lúc để được giá trị cao nhất, đó là điều hết sức quan trọng và cần thiết trong chương trình được mang tên Đi Tìm Ẩn Số. Thưa quý vị, Đi Tìm Ẩn Số cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định. Đến với Đi Tìm Ẩn Số, quý vị và các bạn có thể khám phá chiếc cặp trong đó, giá trị của nó có thể lên đến 100 triệu đồng. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi muốn mời quý vị cùng gặp gỡ với 26 cô gái mang theo 26 chiếc cặp, trong đó có 26 ẩn số. Nào, xin mời! Thưa quý vị và các bạn, Đi Tìm Ẩn Số cần 26 thí sinh, nhưng hiện nay mới có 21 người. Và 5 người nữa còn lại ở đâu? Thưa quý vị, đó là những ẩn số đầu tiên của chương trình mà chúng ta sẽ khám phá ngay sau đây từ hàng ghế khán giả. Chúng tôi sẽ mời phòng máy chọn lựa ngẫu nhiên 4 khán giả đầu tiên. Xin mời! Khối 4, hàng số 3. Chúc mừng! Yeah! Và ngay sau đây chúng ta tiếp tục tìm khán giả thứ 26. Xin mời phòng máy. Khối 4, hàng thứ 4 và ghế số 3. Chúc mừng! Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 1 của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Quý vị, trong vòng 1 của Đi Tìm Ẩn Số, chúng ta có 5 câu hỏi. 26 thí sinh sẽ trả lời bằng cách bấm bàn phím chọn A, B, C hoặc là D. Thời gian bấm dành cho các thí sinh suy nghĩ chỉ có 5 giây. Cách tính điểm như sau. Thí dụ trong số 26 thí sinh có 25 người đáp đúng và 1 người đáp sai. Như vậy, 25 thí sinh đáp đúng đó mỗi người được 1 điểm. Trong trường hợp 25 thí sinh đáp sai mà có một người duy nhất đáp đúng, người duy nhất ấy sẽ được 25 điểm. Câu hỏi càng khó, nhiều người đáp sai, điểm càng cao. Và cuối cùng, hai thí sinh cao điểm nhất sẽ bước vào vòng thi tiếp theo. Tất cả đã được sẵn sàng, mời các cổ động viên dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ tinh thần cho 26 thí sinh. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta bước vào câu hỏi thứ nhất như sau. Từ Pha Đin trong địa danh Đèo Pha Đin theo tiếng dân tộc Thái có nghĩa là gì? A. Núi mây. B. Đất trời. C. Quanh co. Và D. Sông núi. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, đồng bào Thái gọi Pha Đin nghĩa là đất trời. Đèo Pha Đin đẹp nhưng hiểm trở. Con đèo dài dốc dựng đứng, đường ngoằn ngoèo trên ven. Một bên là vách núi dựng đứng, còn một bên là vực sâu thăm thẳm. Như vậy, B là đáp án chính xác. Có 8 thí sinh đáp đúng, 18 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 18 điểm. Và trong số các thí sinh đáp đúng, có 2 thí sinh bấm bàn phím nhanh hơn. Họ đứng nhất nhì bảng, xin được nêu tên ngay sau đây. Bạn Ngọc Anh, 18 điểm, chúc mừng. Nhanh tay đứng nhì bảng, đó là bạn Phương Dung, 18 điểm, chúc mừng. Và bây giờ là câu hỏi thứ hai thuộc lĩnh vực thể thao như sau. World Cup đầu tiên được tổ chức ở nước nào? A. Uruguay. B. Brazil. C. Hungary. Và D. Pháp. 5 giây bắt đầu.
Thưa quý vị, giải đấu đầu tiên năm 1930 của World Cup được chính thức tổ chức tại Uruguay với sự tham dự của 13 đội tuyển gồm có Argentina, Chile, Mexico, Pháp, Brazil, Bolivia, Nam Tư, Uruguay, Romania, Peru, Paraguay và Bỉ cùng với Mỹ. Như vậy, A là đáp án chính xác. Trong số 26 thí sinh, chúng tôi nhận thấy có 15 thí sinh đáp đúng, 11 thí sinh đáp sai, mỗi người đáp đúng được 11 điểm. Và bây giờ cùng nhau bước vào câu hỏi thứ 3 như sau. Sau khi bại trận Waterloo, Napoleon bị đài đến hòn đảo nào? A. Đảo Bali. B. Đảo Madagascar. C. Đảo Phục Sinh. Và D. Đảo Thánh Helena. 5 giây, bắt đầu. Thưa quý vị, năm 1815 sau khi bị đánh bại trong trận chiến Waterloo, Napoleon bị đài ra đảo Thánh Helena ở phía nam đại Tây Dương và đến ngày 5 tháng 5 năm 1821, ông qua đời tại đây. Như vậy, D là đáp án chính xác. 8 thí sinh đáp đúng, 18 thí sinh đáp sai. Như vậy, mỗi người đáp đúng được 18 điểm. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với một câu hỏi tiếp theo. Mà sau câu hỏi này, chúng tôi sẽ tạm thời tổng kết số điểm của 26 thí sinh. Thành phố giáo đường Bangahat thuộc quốc gia nào? A. Bangladesh. B. Indonesia. C. Lào. Và D. Campuchia. 5 giây, bắt đầu. Thưa quý vị, thành phố với các giáo đường mộc mạc chân phương được lập ra từ thế kỷ thứ 15 gần bờ biển vịnh Bengal thuộc Bangladesh đã được ghi vào danh sách di sản thế giới năm 1985. Như vậy, A là đáp án chính xác. Có 12 thí sinh đáp đúng, 14 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 14 điểm. Và bây giờ tổng kết số điểm của tất cả các thí sinh và xin công bố tên 4 thí sinh cao điểm nhất đứng đầu bảng. Thu Giang 50 điểm, chúc mừng. Vị trí nhì bảng thuộc về thí sinh Chiếu Đại 47 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về bạn Ngọc Thọ 47 điểm. Và vị trí thứ tư thuộc về thí sinh Ngọc Linh 43 điểm, chúc mừng. Thưa quý vị, và bốn thứ tự trên sẽ còn nhiều xáo trộn và thay đổi. Trước mắt chúng ta còn câu hỏi thứ 5. Và sau câu hỏi này, chúng ta sẽ tổng kết tìm ra hai thí sinh cao điểm nhất, chiến thắng, bước vào vòng thi tiếp theo. Đây là câu hỏi thuộc lĩnh vực lịch sử. Vào đời Trần, người đậu đầu bảng đệ nhị giáp được gọi bằng danh hiệu gì? A. Bản nhãn. B. Hoàng giáp. C. Thám hoa. Và D. Tiến sĩ. 5 giây, bắt đầu. Từ năm 1200, nói chung hình như mấy số năm vừa mở. Cặp số đều nhỏ, không biết số năm này bao nhiêu. Dạ em xin mở cặp số 2. Phượng Quyên chuẩn bị cặp số 2, từ từ mở. Đó là 20 cái đồng. Còn 2 cặp nữa. Dạ em mở cặp số 10 ạ. Cẩm Thu chuẩn bị và cho chúng tôi xem kết quả của ẩn số trong cặp số 10. 5 triệu đồng thôi. Tiếp tục còn 1 cặp nữa. Dạ em mở cặp 17 ạ. Cặp 17 sẵn sàng. Một triệu 500 nghìn đồng. Ngân hàng sẽ chào giá một con số tương đối nhất có thể mua chiếc cặp số 5. Dạ xin chào đại diện của ngân hàng Gia Đình, chúng tôi chờ nghe kết quả của ngân hàng. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng Gia Đình chào mua chiếc cặp số 5, giai đoạn này là 550 nghìn đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ em không chấp nhận.
Và ngay sau đây bạn sẽ có cơ hội mở 5 cặp nữa. Dạ em xin mở cặp số 7 ạ. Xin mời bạn Bảo Thi chuẩn bị. 10.000 đồng. Còn 4 cặp nữa. Em xin mở cặp 20 ạ. Bạn Quân Nhi chuẩn bị. Sẵn sàng. 1.000 đồng. Wow. Hình như chiến lược của bạn rất rõ ràng, bạn chọn rất nhanh và không cần phải suy nghĩ nhiều. Dạ. Đúng không? Tiếp theo sẽ là cặp số mấy, còn 3 cặp nữa. Em xin mở cặp 21. Bạn Thúy Di chuẩn bị. Cặp 21 sẵn sàng và kết quả là 15 đồng. Đây là con số cao nhất mà bạn bắt đầu chạm tới, nhưng rất may bạn còn 4 dãy số cao nhất của chương trình. Hãy giữ gìn nó lại nha. Còn 2 cặp nữa. Em xin mở cặp số 8 ạ. Hoài Phương chuẩn bị. 100 triệu đồng. Ngọc Thọ ơi, đáng ra cần phải giữ lại. Không vừa sao. Rồi bạn chớp chớp mắt, bạn suy nghĩ gì? Vẫn còn 50 triệu à? Vẫn còn 50 triệu. Có lẽ nên nhờ Kim Long chọn cho một cặp tiếp theo nha. Gợi ý một cặp tiếp theo. Long em mở cho mình một cặp à? Thế mình nghĩ thì mở cặp số 1 đi. Em xin mở cặp số 1 à? Ngọc Thọ đã đồng ý với Kim Long mở cặp số 1. Vậy thì xin mời Lê Hằng chuẩn bị và từ từ mở. 1 triệu đồng. Chúc mừng. Ngân hàng chào giá. Ngân hàng sẽ chào giá ra sao khi cặp 100 triệu đã mở ra? Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng chào mua chiếc cặp số 5 giai đoạn này là 1.160.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ không chấp nhận. Ngay sau đây bạn có cơ hội mở 4 cặp nữa. Em sẽ mở cặp số 22. Anh Thư chuẩn bị. Kết quả cặp 22 là 25 triệu đồng. Wow. Giữ lại con số 50 triệu Ngọc Thọ nha. Còn 3 cặp nữa. Em xin mở cặp số 3. Bửu Hằng chuẩn bị. Mở. 500 triệu đồng. Còn 2 cặp nữa. Em xin mở cặp số 26. Xin mời Bảo Vân. 4 triệu đồng. Tiếp tục còn một cặp. Em xin mở cặp 14. Thiên Thanh chuẩn bị cặp 14. 1.250.000. Ngân hàng chào giá 5 triệu, 15 triệu, 25 triệu. Wow. Nhưng mà vẫn còn 50 triệu, 20 triệu. Chúng tôi chờ kết quả của ngân hàng. Xin cảm ơn ngân hàng. Cặp số 5 giai đoạn này ngân hàng chào mua là 1.930.000 đồng. Nên chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ em không chấp nhận. Thưa quý vị, Ngọc Thọ sẽ có cơ hội mở 3 cặp nữa thôi. Ngân hàng chào giá. Em xin mở cặp số 4. Cặp số 4 có giá trị là 20 triệu đồng. Wow. Kịch tính càng tăng cao khi khoảng cách giữa con số lớn nhất là 50 triệu và tiếp theo là 10 triệu. Bạn hãy hết sức bình tĩnh và cẩn thận. Long em mở mình một cặp à? Mình nghĩ là mình mở cặp lớn đi, cặp 24 đi. Bạn đồng ý không? Dạ em đồng ý, mở cặp 24 à. Mở cặp 24, Tú Thanh chuẩn bị.
7.500 đồng. Chúc mừng. Còn một cặp. Mời Hoàng Long mở tiếp một cặp. Bạn Kim Long hình như có chót chữ Kim. Nó may mắn thế nào. Tiếp tục đi Long. À, mình cảm thấy mình giờ mình đang may mắn lắm. Rồi giờ mình mở số 9 đi. Dạ em đồng ý mở cặp số 9 nè. Minh Thảo cặp số 9 chuẩn bị. 75.000 đồng. Wow. Và bây giờ thì ngân hàng tiếp tục chào giá. Alo, chú tôi nghe. Xin mời ngân hàng. Cặp số 5 được ngân hàng gia đình chào mua với giá là 3.330.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ em không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở tiếp theo đây. Hai cặp nữa, ngân hàng sẽ chào giá. Dạ em xin mở cặp số 13. Và thí sinh ngồi vị trí 13 sẽ có quyền dự đoán. Dạ em tên là Trúc Phương ạ. À, trước tiên mình chúc Thọ cố gắng lên Thọ ơi. À, mình đoán cặp số 13 là 5.000 đồng. Nhưng mà nếu bạn đúng thì bạn được tới 1 triệu 2 lần đó. Cặp 13 Minh Ngọc. Cho chúng tôi xem kết quả. 10 triệu chứ không phải là 5.000 đồng. Bạn Phương chưa đoán đúng. Nhưng kịch tính của chương trình đã có trở nên căng thẳng rất nhiều lần vì khoảng cách hai con số quá xa. Còn một cặp nữa. À, Long ơi mở dùm một cặp. Thôi mình mở cặp 16 đi. Dạ em đồng ý mở cặp 16 à. Vị trí cặp 16 dự đoán. Dạ tôi tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Xin chúc bạn Thọ được may mắn trong kỳ thi này. À, tôi xin đoán cặp 16 là 15.000 đồng. Bạn Hằng thân mến, nếu bạn đoán đúng tiền thưởng dành cho bạn đợt này sẽ là 1 triệu đồng. Cặp 16 Tuyết Nga chuẩn bị. Và xem là bạn Hằng có được tiền thưởng hay không. 100.000 đồng. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng gia đình chào mua giai đoạn này chiếc cặp số 5 là 4.580.000. Và đây là con số cần phải suy nghĩ. Vì nếu mở cặp tiếp theo mà rơi vào các con số nhỏ thì ngân hàng sẽ chào giá cao hơn. Còn nếu như mở nhầm đúng cặp 50 triệu thì con số 4.580.000 là con số rất lý tưởng để chấp nhận. Nhưng nếu 50 triệu nằm ở cặp số 5 thì chúng ta lại nghĩ khác. Long tính sao Long? Thì mình nghĩ thì giờ không có vấn đề gì đâu, mình cứ chơi tiếp đi. Tại vì mình còn cái cặp 2 triệu và cặp 3 triệu cho nên mình cứ lật tiếp đi. Quyết định cuối cùng thuộc về bạn. Dạ, Ngọc em, Thọ. Em không chấp nhận à. Chỉ cần một cặp nữa thôi, ngân hàng chào giá và mở con số càng nhỏ càng tốt, miễn là không phải 50 triệu. Mời Long chọn một cặp nữa. Kêu Long ơi, chọn chung đi. Mình chọn cặp 23, biết Thọ nghĩ sao ạ? Quyết định cuối cùng. Dạ, em đồng ý mở cặp 23 à. Vị trí 23 dự đoán. Tôi tên là Trúc Khương, tôi đoán cặp 23 là 50 triệu. Và thử xem bạn có đoán đúng hay không. Nếu bạn đoán đúng, niềm vui của bạn trị giá 800.000 đồng. Nhưng nỗi buồn của bạn Ngọc Thọ thì sẽ tăng lên không biết là bao nhiêu. Cặp 23, xin mời bạn Kim Thanh chuẩn bị. 2 triệu đồng thôi. Wow. Ngân hàng chào giá.
ngân hàng gia định chào mua chiếc cặp số 5 của bạn trong giai đoạn này là 6.360.000 đồng. Bạn nghĩ thế nào? Vẫn còn số 50 triệu thì em quyết định chơi tiếp, không chấp nhận. Một cặp nữa. Em chọn cặp 19 nè. Vị trí 19 dự đoán. Dạ, tôi tên là Mỹ Nghĩa. À, dự đoán cái cặp số 19 là 50 ngàn ạ. Bạn Mỹ Nghĩa thân mến, nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 600.000 đồng. Cặp 19, Hồng Linh chuẩn bị. Năm mươi triệu đồng, một con số không mong đợi. Thưa quý vị, ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng rất nhiều. Ngân hàng gia định chào mua chiếc cặp số 5 giai đoạn này là 760.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ không chấp nhận, chơi tiếp luôn. Chọn một cặp nữa. Dạ em xin mở cặp số 6. Thí sinh dự đoán. Tôi tên là Tấn Hùng, tôi xin đón cặp số 6 là 3 triệu đồng. Tấn Hùng đoán đúng thì được thưởng bao nhiêu? 600.000 đồng. Đúng vậy. Và số tiền đó, nếu mà đúng thì nó còn cao hơn số tiền của thí sinh dự thi vòng thi đặc biệt. Ai mà biết được cặp số 6 giá trị nào? Mời Kim Uyên sẽ cho chúng ta khám phá ẩn số của cặp số 6. 3 triệu đồng, chúc mừng bạn. Và cũng san sẻ cùng Ngọc Thọ Kim Long. Ngọc Thọ nghĩ gì? Buồn quá. Buồn vì không như mong đợi, đúng không? Ít ra cũng là 3 triệu chứ. Có lẽ nào. Nhưng mà đây là trò chơi. Nếu thắng thì xem như là trời cho. Ngân hàng chào giá. Chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Giai đoạn này vì mất đi con số 3 triệu đồng mà con số lớn nhất trên màn hình các bạn thấy 50.000. Cặp số 5 được ngân hàng chào mua với giá là 23.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Cho em chơi tiếp để khán giả được đoán. Không chấp nhận hả? Bạn hãy chọn tiếp một cặp. Giờ em chọn số 11 à. Khán giả dự đoán xem rằng cặp 11 là giá trị nào? 5.000, 15.000 hay 50.000? Xin mời hai khán giả ngẫu nhiên từ khán phòng mà chúng tôi sẽ chọn lựa ngay sau đây. Khối 2, hàng 1 và ghế số 4. Chúc mừng! Tiếp tục chọn lựa một khán giả nữa. Khối 6, hàng 1 và ghế số 1. Chúc mừng! Yeah! Cặp số 11 là giá trị nào trong 3 giá trị hiển thị trên màn hình? Xin mời anh. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Bảo. Tôi xin đón cặp số 11 là 15.000 đồng. Xin cảm ơn. Và xin mời chú ở bên này. Tôi tên là Nguyễn Văn Thoại, xin đón cặp số 11, số tiền là 50.000 đồng. Nếu như mở ra mà đúng, người nào đúng sẽ được tiền thưởng là 500.000. Xin mời Ngô Phương Thảo chuẩn bị cặp 11. $15.000. Chúc mừng đăng ngân hàng. Chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng rất nhiều. Và
xin tạm biệt, hẹn gặp lại chương trình sau. Giai đoạn này ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 5 là 30.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ không chấp nhận ạ. Chúng tôi tiếp tục mời khán giả dự đoán lần này sẽ là cặp số 5. Hãy đoán xem cặp số 5 là giá trị nào trong hai giá trị còn lại. Phòng máy bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên. Hai, chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn ngẫu nhiên. Bảy, một, bốn, chúc mừng. Và chúng tôi xin mời khán giả trong trường quay dự đoán thử xem cặp số 5 của Ngọc Thọ là giá trị nào. Xin mời. Dạ, tôi tên là Thiên Thanh. Tôi xin đoán cặp số 5 là 50.000 đồng. Xin cảm ơn bạn Thanh. Xin mời bạn. Dạ, em tên là tôi Trần Thị Mông Vương. Em xin đoán cặp số 5 là 5.000 đồng. Mông Vương thân mến các bạn đó.